Cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ từ trưa hôm nay khiến nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng, người dân gặp khó khăn trong di chuyển. Khoảng 13 giờ nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 10, Gò Vấp, Tân Phú xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp khiến nhiều người phải né vào hai bên đường tránh mưa. Cơn mưa với cường độ lớn kéo dài hơn 2 giờ làm nhiều tuyến đường ngập nặng, nặng nhất là tại quận Thủ Đức. Các tuyến đường như Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, nhiều đoạn đường nước ngập lênh láng, sâu hơn nửa mét khiến hàng loạt các phương tiện chết máy. Tương tự, trên đại lộ Phạm Văn Đồng, mưa lớn làm nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Nói về cơn mưa chiều nay, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân là do rãnh áp thấp xích đạo đang hoạt động kết hợp với khu vực tồn tại những xoáy thấp đã gây ra mưa lớn. Ông Quyết cho biết, quan sát trên radar đo được từ vũ lượng mưa tại quận Tân Bình đạt 87mm, Tân Phú 52,6m, quận 12 là 31,3m. Riêng quận Bình Tân mưa lớn kéo dài đến chiều và có thể đạt ngưỡng 100mm. Ông Quyết từng nói thêm, hiện nay Nam Bộ đã chính thức vào mùa mưa. Tại khu vực Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, những ngày qua đã xuất hiện những cơn mưa lớn. Vào chiều nay và trong những ngày tới cũng có những đợt mưa tương tự.